Dạ Tâm Đông Sài Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Cô mời quý cô chú bạn vô luôn. Ngoài tứ quý mì vàng kèm với VIP bự quái toàn và nó chà bá chà bá có luôn. Còn clip mất trang quý cô chú mình chờ đợi nha. Dạ chào mọi người. Em chào anh Linh, em mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Thì hôm nay em về được 7 phôi, 2 phôi mai vàng và 5 phôi mai tứ quý. Muốn giao lưu cùng quý bà con mình gần xa ha. Số điện thoại của em là 033 757 3339 cũng là số Zalo của em. Rồi không mất thời gian vô cây số 1 là cây mai vàng nha bà con. Cây này xưa nó nằm chậu nha. Rồi chủ nhà mới bể chậu người ta đem giờ xuống đất á, nên cục đế nó rất khéo nha. Cây nhỏ mà tay cành lực nha bà con. Đọt chủ lắc luôn. 3D luôn. Lên nu nu sù hay gì nu nu. Cây lên sù à. Nhưng mà em báo cây thường thôi nha. Khá là nhiều luôn á. Cộm cả chân. Nhiều lắm. Bể chân. Chảy ra. Chị cành ở đây đẹp á. Điều quá. Em báo cây thường thôi nha nè. Em có hai cây mai vàng mà em không có thấy mặt bông nha. Em chỉ bao từ 5 cánh thôi chứ không có thấy mặt bông, không dám bao chính xác. Mà em chừa công này làm cái đuôi nha. Nếu không thích cắt bỏ thì nó gọn cái cũ lại. Mặt này đẹp mà nhìn như thú, để đuôi như thú. Tay cành lực luôn. Rồi em xin phép vô thông số. Cây ghi cây thước. Rồi tới giai đế là 55. Tới mặt bầu là 79. Thằng tài luôn. Hoành thân vị trí. Này hình nó nở. 34. Vị trí vậy nha bà con. 34 nha. Cho cái cũ đi. Rồi đông đặc đó luôn. 139. Số đẹp luôn. Tay cành lực đó nha bà con. Tay cành đây là 23. Giót cái ngọn còn 13. Thoát thân 15. Độ sổ nữa. Sổ đứng vậy này được 30 nè bà con. Rồi cây mai vàng mã số 1. Em giao lưu quý bà con giá là 6.500.000. Có cái đặc điểm này em quên nha bà con. Đây. Xưa chủ nhà làm tét cái da nó bị lũa nhẹ tí nha, nhưng bảo đảm khử nhẹ vô là đỏ nha. Em bao, không hư hao nha. Có sao em nói vậy. 6.500.000, phí ship là bao toàn quốc nha. 6.500.000, cây số 1 con vàng. Tôi qua cây số 2. Tiếp theo là mã số 2 là một con quái vật. Quái thú. Kêu quái thú. Cái này kêu con thú gì em kêu giống con rồng nó nằm nó phanh quá. Nằm nó lượn lắc ở đây nó sấy nó dặn cái đường thân. Cây cũng lên nu xù nha bà con. Và em bán anh chỉ báo cây chân thôi nha. Đây nó quánh cái vòng lượn lắc nó co nó bay ra. Cây quái lạ nha bà con. Cây này nhìn độc lạ. Khéo cái chân này nè, cái chân này nó khéo. Chân nó đi theo. Xuống tới đây quặm xuống nha. Lực đều. Chỉ cần nó lắc lên cho anh ok hồi đầu. Em có 3 cây mai vàng chứ nãy em quên nó 2 cây. Còn cây mai vàng xù nữa. Rồi em vô thông số luôn nha. Rồi cái cành phóng gì nó được 62 nha bà con. Từ mặt bầu lên tới đỉnh nó cũng được 60. Từ cái mình nó co về là được 60 luôn. Em đo theo cái dòng nha. Đo theo cái dòng như vậy là được 88 nè. Vị trí như vậy là 33. Không cắn gì hết nha bà con. 33. Đường kính 33. Bầu. Đường kính bầu cây này được 78. Cái ngọn chủ trên đây được 15. Trong cây rất quá dị nha bà con.
Mai vàng thì rất nhiều, nhưng mà hàng quái, hàng lạ thì nó hơi hiếm nha. Rồi cây mã số 2, cây này em giao lưu quý bà con giá là 5.500.000. Cây quái luôn, mau lẹ luôn. Em không thấy mặt bông nha bà con, em về chơi ghép hơn sao thì tùy ha. Rồi tiếp theo là mã số 3 là cây mai vàng, mai vàng xù. Trời ơi, nhìn tới cây thú quý. Cây này nhìn vô như cây thú quý, xù bích mịn chân à. Cây này xịt nước vô cái nhìn nó vàng nghệ luôn đó. Cộm chân nghe nè, tay em để vô cộm chân tới dưới đây luôn. Hết cây, xù bích mịn, xù châm dâm à. Xù cây này đế cũng đỡ đỡ nha bà con. Đế cũng được, hay nó quấn quấn qua quấn lại nó cũng đấu khá đế lắm. Cậy này có lực ha. Chà bá luôn. Chung là mai xù giá cũng hữu nghị anh em ơi. Thì cành cũng này cũng ok là sẽ cái điểm. Giót cây lắm nha. Cây này trồng sửa đứng nó giùm em nha. Em làm bầu nó hơi nghiêng á. Sửa đứng nó giùm em. Rồi em vô thông số luôn. Cái số 3, có mấy vàng xù. Tới dây đế là 57, tới mặt bầu là 69. Tới giót cái ngọn còn 13. Đo cái cục xù bên đây. Cái cục ở đây đi. 53. Bốn mươi hai, em tính 41 thôi nha, không có cắn kiết gì cho nha bà con. Đường kính bầu 58, thoát thân được 16 nha. Rồi em báo là cây này xù dữ lắm, xù nha bà con, tay cành nó cũng lực. Đây là em bao là không hư hao gì hết nha, cây là nguyên si, cây cành này ok, nó đều này ghép là gì ok luôn, thằng do luôn. Xù. Rồi cây mai xù mã số 3, cây này em giao lưu quý bà con giá là 9.000.000 mã số 3 nha. Cây xù chảy trăm trăm nha bà con, 9.000.000 mã số 4. Rồi em hết mai vàng có 3 cây nha, quay qua vô tứ quý nha bà con. Để giữ cái bộ đế sổ nộp nha. Đông đặc luôn. Mít luôn. Giót cây nha bà con, lùng lực giót cây luôn. Này em cắt trừ hao cành phóng phóng nha, về bấm lại giùm em nha. Thích tông nào mình cắt tông đó. Để ngắt ra trời. Nở mà kẹo thôi. Đầy đủ điệu chứ. Quý của em hôm nay hàng lớn có, hàng chung chung có nha anh em. Cành bực lực ha. Cành lực dốc ngọn, đế khủng nha anh em. Nên này em đọc cái học ra trong nằm còn lỗ nguyên cái học nha. Lực rồi cây xíu. Mã số 4 là cây mai tứ quý. Thân xíu xíu. Tới giai đế là 39. Tới mặt bầu là 68. Cây này thoát thân được 10. Cây này em đo hai vị trí nha bà con. Này là em đo chặt nở trước nha. Vị trí về là 55 nè. Chặt nở em tính thân vẫn được nha, không tính nha. Rồi sau đây em đo quỳnh thân 50. Em bao với em chuẩn luôn 50. Đó. Quần 50. Cái ngọn là 19. Tay cành thứ nhất của nó 21. Đường kính bầu 75. Em đo tổng cái cục để đặt thì cái. Tính mét rưỡi đi, cộng thước dây nha bà con ơi. Đông đặt luôn nha. Lùng lực, lùng rồi mã số 4 hả?
Số 4 này em giao lưu quý bà con giá là 17 triệu. 17 triệu quý 50 lùng lực về cũng hơi không còn được nhiêu đâu nha anh em. Rồi tiếp theo là mã số 5. Cây quý luôn, lực luôn, dây cành. Cây lùng lực nha bà con. Cây này đế bàn nha. Nhưng mà đế dữ lắm ạ. Đế ghế còn nằm bằng bằng xuống xuống. Tứ diện không thiếu chỗ nào hết. Đều kéo bên bành mình chia đều. Đều cũng gió cây lắm. Còn chỉ cần nãy ghép thì đều gan luôn, còn do luôn, sẵn luôn, không sẵn luôn. Rồi em vô thông số luôn nha. Chiều cao tới dây đế là 30. Tới mặt bầu là 44. Cái ngọn này được 21. Rồi, vị trí này là 55. 55 hoành nha anh em. Cắn đâu anh? Rồi, 55 hoành. Em bao chuẩn luôn nha. Đường kính bầu 79. Nguyên bộ đế bàn nha anh em. Cái bá luôn, lực. Cái to to đi. Rồi, cây mã số 5, hoành 55 nha anh em. Cây này em giao lưu quý bà con giá là 13 triệu. Rồi, cây số 5 thôi quý, 13 triệu. Rồi, tên phần mã số 6. Một cây của lưu lực luôn. Cây lùng lực tay cành tứ diện nha. Giót cây. Do trời mưa á nè, em làm đế nó không được sạch nha. Nó còn dính ba sình đất nè. Cái máy rửa xe em nó bị hư nữa, em không xịt được. Em để đại luôn. Bộ đế lội lên về anh em thấy cũng biết rồi. Này bộ đế khủng lắm. Đấy, kẹo, chì cành cũng vậy luôn. Đây, giót cây tay cành tứ diện cho nha. Sắc sát không, tay cành. Đây có cọng ghế treo, em chưa chắc keo nha. Em đục cho bà con mình thấy. Trường ghế mồi luôn. Ghế mồi đầy đủ. Chiều cao tới dây đế là 42. Tới mặt bầu là 62. Cái ngọn nó cực 16. Hoành vị trí này 51 tính 50 nha. Tính hoành 50 nha. Đường kính bầu 72. Cây thoát thân như vậy bên chim đây được 15 nha bà con. Đây lùng lực, hàng dễ chơi không à. Tay cành tứ diện nha. Rồi cây mã số 6 này em giao lưu quý bà con giá là 19 triệu. Được, 19 triệu. Và tôi quý. Hàng 50 lùng lực gì. Vô vườn mua cũng mười mấy rồi nha anh em. Cây kiếm triệu hay triệu xây sở anh em ơi. Quý giờ khó kiếm quá. Cây mình đẹp. Rồi tiếp tục mình lên cây. Lên cây này đi. Cây lên mà quay luôn hả? Tính để trên đó quay á. Kính nổi đâu. Rồi một cây. Xích qua ra xích qua lậu. Rồi ok. Xuống ở đây. Rồi tới khủng long nha anh em. Khủng long ngồi chúa. Đi số 7. Số 7. Hết hồn nó bự. U nu. Cây này em quyết định em xuống sát nó luôn nha. Thật sự là hàng khủng khủng giờ khó tìm. Bộ đế khủng lắm nha bà con. Em chưa có chắc keo chứ, mới đục không à. Để cho bà con mình thấy cây nó thịt nó còn tươi
chét vô, bà con nói nhiều khi nó chét keo đen giấu này kia có để đại luôn khỏi chét. Cái máy em nó hư, em không có bắn xịn xịt rửa xình gì được hết trơn, quá trời bộ đế nè, cái tay em để nè kia ngắt bóp nào bóp nấy thôi nè, hết cô biết để điều bộ chia điều tay cành nó là tứ diện nha, giót cây luôn, đúng là lùng lực luôn nè, bonsai đại luôn nha anh em, sát sát nha tay cành, cây này chuẩn hàng bonsai đại luôn à. Thường thường quanh lớn khó tìm được mấy cây thông cây gì lắm, này bị lâu đời dữ. Cây này già, chủ nhà báo trên 60 năm, qua hai đời người ạ. Rồi em vô thông số luôn, cái thước nó gách ten ben hết rồi. Rồi chiều cao là tới giai đế là 77, vậy nha bà con. Tới mặt bầu là 106, cái ngọn này nó dốc còn có 15 nha. Cho đại cái đây đi, 67 nha nè, quỳnh 67 chuẩn nha. Đây em xây vòng, đường kính cái bầu này là 95, em đo cái cục đặt nha, nè, đặt lửng lửng như cọc thước dây nha nè, cọc thước dây vậy đó. Chung cái cây này hàng lớn tiền, em đo em quay hơi lâu cho anh em xem kỹ nha. Điều chứ. Đấy, phần to bự. Cây này em bao anh em chuẩn 55 hoành thôi nha. Nãy em đo là 67 hoành á, nhưng mà em bao anh em là 55 hoành chuẩn thôi. Hoành một hai phân nó có gì đó. Đối với em thì cây đẹp là được rồi. Bàn tay em để cũng lắm nha nè, uống luôn. Ừ. Cái cành nó cũng sát sát không đã. Rồi cây mã số 7, cây này em giao lưu quý bà con giá là 68 triệu, 68 triệu nha, 68 triệu. Còn số 7 tứ quý, anh em mình mua tứ quý hàng lớn thì biết giá trị nó như thế nào đó. Rồi mình xuống qua góc bên đó luôn đi. Anh thì hơi bị bự, hơi bị nặng, hơi bị lực. Xuống đi. Năm người. Gọi lên này luôn nói không? Nhiệt tình nha. Này dữ lắm, nó nặng á. Thôi, ra ngoài quay đi. Rồi, tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Nặng quá lên không nổi của chứ bạn. Năm người không người nào lên bàn quay nổi chứ không sống rồi. Em để trên bàn, trên cái xe em quay luôn nha. Cho nên em bao đế với anh em một đống nha, cái tay em để vô đó thấm thía gì chứ đặt đó. Năm người lên bàn quay không nổi nha. Cây này hai thân nhưng mà em bao tách rời nha, không bao giờ tách được. Nó liền bộ đế vô hết trơn rồi. Cây này hoành rất lớn nha anh em. Cái kẻ này mình nhìn thấy nó cũng nó muốn liền bích rồi. Tàn xương quá trời. Rồi. Tứ diện. Cây này kêu dán huynh đệ cũng được nha anh em. Để cũng ok luôn. Tiếu là điều thứ gì cũng lắm. Mặt này thì đế nguyên một cục luôn. Kéo hai tay để thôi. Chỉ một lỗ này thôi.
Bên này gì mà khéo đế do luôn. Cả bạn luôn. Nó dính cái gì nó cứ ngắt kìa. Thì không nổi. Nặng quá. Thôi em vô đại thông số đi. Hồi quay sau. Nó lúng luôn. Lúng gạch luôn. Nền lúng. Chiều cao tới dây đế này là 108 nha. Tới mặt bầu 135. Cái này độ thoát thân 15 nè, 16. Đồ sổ tới sổ đứng vậy đi. Sổ đứng đi, được 24. Mà sổ bài bài ra thì được 42 nha bà con. Cái này em cũng đo hai vị trí bà con xem ha. Rồi vị trí đầu tiên. Okay. 70. Đi vòng em đi anh. 70. 70 là em bao chuẩn nha. Hồi em đo 73 này còn 70. Rồi một cái thông số nữa. Thông số này là đo nó nở nha anh em. Nào cái trước 80. Đó vậy là 80 đó. Bảy chín tám mươi gì đó. Đường kính cái bầu này là 1m05 nha. Bây giờ bờ 5 người ginh lên không nổi mà. Cây giót cây không nha anh em. Xíu. Thằng nào cũng giót hết, còn 15. Thằng này cũng còn khoảng 15 nha. Bộ đế thì long thần anh em ơi. Hai ngày rồi không giáp. Tôi quý. Rồi em quay về mấy vòng nữa em báo giá anh em ha. Lúng đất luôn trời. Cái này chỉ có xe nâng rồi nâng lên nâng xuống mới nổi. Nhiều khi không dám khiêng cái này, đông đông cũng không dám khiêng. 5-6 người cũng không dám. Rồi vậy đi. Rồi cây mã số 8 cũng là cây cuối clip nha. Cái này em giao lưu quý bà con giá là 55 triệu. Phí xíu em bao toàn quốc cho bà con ha. 55 triệu. Em bao toàn quốc luôn. 55 triệu nha bà con. Giá cũng vừa chơi ha. Tới 70 hoành đo nở tới 80 nha. Đường kính bầu 1m05 á. 55 triệu. Đó, 55 triệu. Quý. Chập lớn, coi đại. Coi là bụng lắm. Bây giờ cây chủ nhà báo trên 50 năm 60 năm. Rồi, cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em clip vừa qua hết. Clip này em cũng mong quý bà con mình xem và ủng hộ giùm em ha. Có hai cây lớn tiền bà con mình xem kỹ kỹ ha. Ưng thì ủng hộ em Út. Còn không ưng thì cũng như xem cho vui ha bà con. Rồi, mến chào hẹn gặp lại ha. Chào mừng. Dạ, chào quý cô chú anh chị các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn mình bỏ thời gian xem. Dạ, trân trọng kính chào.